Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn tham khảo kết quả quay thử sổ số đoàn miền Nam Chủ nhật ngày 21 tháng 3 năm 2021. Sổ số miền Nam hôm nay có các đài Tiền Giang, Kiên Giang và đài Đà Lạt. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn và chọn cho mình những cặp số đẹp trong ngày hôm nay. Kết quả quay thử sổ số miền Nam giải 8, đài Tiền Giang 1, 3, đài Kiên Giang 5, 6, đài Đà Lạt 3, 4, giải 7, đài Tiền Giang 9, 8, 6, đài Kiên Giang 7, 7, 5, đài Đà Lạt 3, 4, 9. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn xem video hãy ủng hộ cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.